À, một điểm xuất thôi. Nam ấy đi đi. Để đây em. Ba điểm. Lên đây, lên em. Mẹ, hôm nay hai đứa ở nhà chơi ngoan nhá. Mẹ đi công việc cả ngày, tối mẹ mới về. Mẹ đi đâu mà mẹ đi cả ngày thế ạ? À? Mẹ đi công việc hỏi gì nhiều? Hai đứa ở nhà tự nấu nướng ăn đi nhá. Vâng ạ, tối mẹ về, mẹ nhớ mua đồ ăn cho bọn con nhá. Được rồi, tối về mẹ sẽ mua pizza cho con. Yeah, pizza, yeah. Thôi, mẹ đi đây. Vâng ạ. Một, em xuất. Đấy, xuất tiếp. Sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiếp, nghe nào. Một. Xuất đi. Xuất. Được, xuất tiếp. Một. Nhìn. Sáu. Đấy, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đấy. Tiếp nào. Tiếp luôn. Sáu. Ôi. Ba. Ơ, đâu đâu à? Ở chơi anh em. Tao đâu có chơi trò trẻ con. Chơi trò chơi với. Qua đi chơi. Thế tao đâu có chơi trò trẻ con. Chơi gì trò đấy? Mày đi chơi điện tử với tao đi. Thằng gà như mày đổ tao đi chơi. Mày bảo ai gà? Thế có dám đi chơi không? Tao sợ mày chắc. Nhưng còn thằng Tiêu đâu đâu? Có cho nó đi không? Cho ai được nó ở nhà. Mỗi mày với tao đi thôi. Nhưng mà em cũng muốn đi. Em nữa. Chúng mày đi làm gì? Ở nhà học bài đi. Các anh đi được thì bọn em cũng đi được chứ. Đúng rồi đấy. Đúng cái gì mà đúng? Chúng mày con gái con đứa vào đâu nét làm gì? Tao đánh giá là... Đi. Đi. Đợi tao tí. Đây, anh cho anh chụp tí nữa anh ăn kem nhá. Em chín. Đi. Mà bây giờ tớ chưa muốn ăn kem đâu. Bây giờ tớ với cậu chơi trò này đi. Đây. Tớ quân đỏ nhá. Cậu quân vàng này. Đấy. Hôm nay nhất định phần được bạn. Được. Đi. Mà hai cái ông này ấy, học thì đã rút. Suốt ngày chơi điện tử. Bị mà đánh nhau bao nhiêu trận vẫn không chừa. Thì thế mới chơi được với nhau chứ. Mà ông Thành nhà tớ à, hôm nay mới bị bố đánh trong một trận vì cái tội điểm kém ấy. Thế à? Đến chịu hai ông này. Thôi, cậu chơi trước đi. Ừ. Sáu. Two hours later. Chú còn gà lắm. Hôm nay tao đen thôi. Đỏ quên đi. Đỏ vẫn thế. Biết không? Phong độ nhất thời đẳng cấp là mai mai. Đi điêu đừng mà mồm điêu đi. Đi về đi. Mồm điêu. Dạ. Một, hai. Ơ, đứa chơi không biết chán à? Ơ, bọn anh về rồi à? Ừ. Tình hình thế nào? Ai bên nào hả? Bên nào hả? Nhìn mặt thằng kia thì mới biết. Chán luôn. Có đói không? Dạ đói rồi. À, cho tiền ăn kem không ăn à? Dạ, bọn em mãi chơi nên chưa ăn anh ạ. Hai hai đứa đi ăn cơm đi. Cơm đâu ăn? Mẹ đi vắng tối mới về cơ mà. Ờ, mà tao cũng không ở được đâu. Bố tao đánh tao chết. Tôi muốn đi chân đòn mỉ. Thế mà vẫn trốn đi chơi game. Thôi đi về đi. Ừ, hai đứa về đi. Mà chiến tiếp. Ba ra chơi nhá. Ừ, tao về đây. Em về đây, tớ về đây, bye bye. Về bye bye. Mà anh ơi, chơi này ăn gì? Ăn thì lăn vào bếp. Em có biết nấu đâu. Ôi, anh biết nấu à? Ừ. Đi rồi. Đi, xuống tổ cho có gì không? Em mở sẽ có gì không? À, bia. Uống nước sao được, chảy chết. Ăn à, đây. Không, là ăn luôn được rồi. Có gì không? Điều này. Điều này. Ngon sao giờ? Đi nhanh như nào? Ô.
Mi. Được. Sao 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 sao. Rồi rồi. Hôm nay cái tổ tài phải biết cho mày xem. Đi đi. Mày ra sau đi. Hà Tiêu, nhảy xong chưa? Em làm xong rồi. Mày làm cái gì để biết ra vậy hả? Em đưa rau đây. Rau đây anh ơi. Thôi thôi thôi, mày đi tắm đi, để anh xử lý. Vâng, để anh làm nốt nhá. Mì cay quá. Mì cay thì nó chẳng cay. Nhưng mà ngon. Ừ. Nhưng mà anh ơi, em vẫn đói. Đói á? Mì của anh ở dưới kìa. Mì của anh á? Ừ. Nhưng mà ăn nó có đảm bảo an toàn không? Mày đã dám ăn không? Anh dám ăn không? Có, mình phải tự tin vào sản phẩm mình làm ra chứ nè. Ồ, em tin anh. Dạ, giỏi lắm rồi. A few moments later. Mày không cần phải ra nữa đâu. Mày chạy à?